Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Truyền thông Tây Nguyên. Rùng mình về lời tiên tri của sư Minh Tuệ ứng nghiệm rồi. Nhà sư Thích Minh Tuệ đã đoán trước được tương lai, cụ thể qua những lần nhắc nhở và quả quyết trước đây không lâu, thì nay lần lượt đã chứng nghiệm và thành hiện thực. Bởi vậy, trong video này, Truyền thông Tây Nguyên xin chia sẻ đến với quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về những lời tiên tri nhắc nhở của sư thầy Thích Minh Tuệ đã nói trước đây không lâu, nay đã thành hiện thực. Vâng, cũng không cần phải tìm về quá khứ đâu xa. Chúng ta chỉ cần quay lại sự kiện ngày mùng 3 tháng 6 trước đây tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cái ngày, sư Minh Tuệ bỗng nhiên dừng đi bộ, mất tích trên màn ảnh nhỏ và đã để lại cho đông đảo đồng bào dân chúng nháo nhác đi tìm, rồi thì đoán già đoán non. Cuối cùng, vào một buổi sáng đẹp trời ít ngày sau đó, tại mảnh đất thuộc tỉnh Gia Lai, nơi ấy cũng là quê hương, xóm làng của sư thầy Thích Minh Tuệ. Thầy xuất hiện dưới một hình dáng cực kỳ quen thuộc. Thầy Minh Tuệ đang đứng trước cổng cô hàng xóm để xin khất thực, bố thí bữa ăn chay duy nhất trong ngày. Thế là tin đồn nhanh chóng được lan tỏa. Chẳng mấy chốc đã có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí cả vài nghìn người từ khắp các nơi đổ về. Họ chỉ mong được gặp, được nhìn thấy thầy để đánh lễ. Thưa quý vị mến yêu, trong cái buổi sáng hôm thầy xuất hiện tại quê nhà sau 6 năm từ biệt cha mẹ, gia đình, lần này thầy về nhà đi khất thực tại làng quê. Tại sao thầy lại không về nhà của mình, nơi cha mẹ thầy đang sinh sống chứ? Mà thầy lại đến nhà cô hàng xóm trước để xin đồ ăn chay. Điều này liên quan tới luật giới tu hành trong kinh sách mà thầy đang thực nghiệm nhé. Sau khi đã nhận đủ đồ bố thí, thầy tìm vào một vườn cà phê bên vệ đường để thọ thực. Thọ thực xong, thầy mới về ghé thăm cha mẹ. Chính ngôi nhà mà nơi trước đây thầy đã từng sinh sống. Sư Minh Tuệ đã dành thời gian khoảng 3 giờ đồng hồ để nói chuyện cùng gia đình. Khi sư Minh Tuệ đi ẩn tu lần thứ hai này, gia đình thầy vẫn mở cửa đón chào mọi người xa gần, tứ xứ đến thăm để lý giải cho việc này. Sư Minh Tuệ nói, điều này đã được sư Minh Tuệ đoán trước. Thầy còn dặn cha mẹ nên hoan hỉ, mở cửa đón tiếp người dân, không nên xua đuổi họ vì họ tự nguyện đến, chứ không ai ép buộc cả. Ngoài ra, việc này còn có các vị chư thiên chứng kiến. Chính vì thế, cha mẹ sư Minh Tuệ đã nghe theo lời con. Cụ Lê Xuân 85 tuổi cho biết, thầy đã dặn dò rồi, cứ mở cửa ra cho khách đến thăm cha mẹ, không cần phải giấu giếm. Cha mẹ hay thầy cũng không bảo họ đến, mà chư thiên bảo họ đến. Chư thiên bảo họ đến thì chư thiên chứng giám. Mình dù có mệt mỏi nhưng không tiếp cũng không được. Người ta đến rồi không tiếp mà cấm đoán thì cũng mất phước. Mình cứ để tự nhiên hoan hỉ khi người dân đến. Kính thưa cô dì, chú bác cùng các anh chị em thân mến, bậc làm cha, làm mẹ luôn tỏ lòng hiếu khách. Bên ngoài thì vui vẻ tiếp đón niềm nở. Nhưng thật trong sâu thẳm của cõi lòng, các cụ đang rất ngậm ngùi thương xót. Nhất là cụ bà, người mẫu thân của sư thầy Minh Tuệ. Cụ luôn gượng cười gạt những giọt lệ nghẹn ngào rơi. Hai cụ đều biết, lần này con của hai cụ trở về, nhưng không thể đoàn tụ với gia đình. Sư Minh Tuệ đã phải lên đường ẩn tu lần ba, sau khi từ giã ngôi chòi bên cốc tu. Cái chòi mà người đời kính yêu đã gọi và đặt tên là một ngôi chùa nghèo, đơn sơ mộc mạc nhất trên thế giới. Thầy ra đi theo tiếng gọi thúc giục của Bát Nhã Tâm Kinh Như Lai Phật Tổ. Thầy ra đi để lại lời tiên tri báo trước cái cảnh Phật tử khắp xa gần bốn phương tìm đến. Thầy ra đi ban phước lộc duyên lành cho đồng bào gặp khó khăn đã được sự ủng hộ giúp đỡ của các hảo tâm, đem kính lễ của cải, vật chất tiền bạc đến nơi này. Quý vị và các bạn thân mến, lời tiên tri về chính số phận của mình. Sư Minh Tuệ cũng đoán trước được tương lai sẽ gặp nhiều kiếp nạn. Thậm chí sư không thể đi khất thực, đi gieo duyên. Có thể sư Minh Tuệ sẽ phải ẩn tu trong rừng ăn lá cây để sống. Ôi, sau khi nghe thấy những lời nói này mà nghe xót xa, bồi hồi xúc động. Quá thương cho một bậc chân tu giữa thời mạt pháp, đang trắng đen lẫn lộn đây mà. À, nếu mà họ ấy quá thì mình chui trong rừng, mình nhớ, mình giả vô duyên với ai, mình được an lạc trong đó. Ăn lá cây rồi ăn cây rừng ấy, mình chả đẹp hết là khi ai nữa. Thương lai trên đời mình ăn. Và mình đi vô duyên. Dạ. Mình chưa khách thực, nhưng mà giờ họ nói ông tu hành ra đây tôi cấm không cho ông khách thực nữa, thôi tôi về rừng, về núi, tôi ở trên đấy, tôi tu thiền, tôi ở hang trên đấy. Ăn cái lá, cái quả rừng gì tôi sống này, tôi cũng hết đời, tôi đi rồi tôi đến theo cái
duyên nghiệp của mình đấy. Thì cái đấy nó cũng an là để học tập thì mình biết các thứ. Sao mình cũng đừng buồn khổ, mình đừng chả lo gì cả, mặc kệ họ đó, mình cứ đi đó. Quý vị khán thính giả vừa được nghe những lời tiên tri về số phận của Sư Minh Tuệ. Thầy đã đoán trước được số phận của mình và sẽ gặp nhiều kiếp nạn. Thậm chí, không thể đi gieo duyên lành bộ hành trên đường như trước. Sư Minh Tuệ sẽ ẩn tu trong rừng sâu, hang núi, ăn lá cây quả rừng để sống. Vâng, thưa quý vị, những lời nói này không chỉ là lời tiên tri trong tương lai, mà nó còn là những thông điệp mạnh mẽ về kiên định và lòng an lạc trong tâm hồn của một bậc chân tu. Sư Minh Tuệ hiểu rằng con đường tu hành không hề dễ dàng và sư có thể đối mặt với nhiều kiếp nạn, đặc biệt là về những người dân bám theo với nhiều lý do khác nhau. Dù phải ẩn tu trong rừng ăn lá cây để sống, thì Sư Minh Tuệ vẫn giữ tinh thần an lạc và quyết tâm tu hành. Sư cũng không lo lắng hay buồn khổ về những trở ngại có thể đến, mà thay vào đó, thầy chấp nhận và sống hài hòa với hoàn cảnh. Lời tiên tri và tâm sự của Sư Minh Tuệ đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy xúc động và thật xót xa trong một bậc chân tu. Những lời chia sẻ này cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về giá trị của bình an, nội tại và tinh tấn kiên trì trên con đường tu hành. Nhưng điều kỳ diệu nhất cũng đã đến mấy hôm nay là những ngày đặc biệt với những người thương quý và chờ đợi suốt một tháng trời ròng rã vừa qua mới được thấy thầy trở lại khất thực. Ngay từ sáng sớm, người dân đã vây kín khu vực thầy đang ở. Một tin vui cho những người đang theo dõi thầy từ xa đó chính là hôm nay những bà con có mặt ở đây vô cùng ý thức. Tuy đông, nhưng không ai chen lấn nhau để được gần thầy Minh Tuệ. Ai nấy đều tôn kính, đứng nép hai bên đường, nhìn vào đảnh lễ thầy. Thầy bước từng bước chân nhanh nhẹn, gương mặt hoan hỉ trước tấm lòng của Phật tử. Để đảm bảo an toàn cũng như trật tự, lực lượng chức năng cũng đã đi theo hỗ trợ cho quá trình tu tập của thầy. Có thể thấy, tất cả đều hân hoan trước sự việc này. Họ không chỉ mừng vì Sư Minh Tuệ khỏe mạnh sau một tháng ẩn tu, mà họ vui vì thấy được nụ cười hoan hỉ ngày nào của thầy. Có lẽ niềm an lạc và hạnh phúc tột cùng của thầy Minh Tuệ chính là được bộ hành khất thực mỗi ngày. Thầy muốn gieo duyên cho mọi người, cứu độ chúng sanh. Có thể như thế thì thầy mới yên tâm tu tập cũng như khất thực. Thầy không muốn vì hạnh tu của bản thân mà làm ảnh hưởng đến xã hội. Mong mọi người hãy hỗ trợ thầy, giúp thầy hoàn thành tâm nguyện của mình. Sự giản dị chân thực của Sư Minh Tuệ đã lan tỏa sâu rộng. Nhìn vào thầy Minh Tuệ, ta như được trở về với hình ảnh của Đức Phật năm xưa, từ bỏ tất cả những tiện nghi vật chất, tinh thần để tìm đến chân lý, sự giác ngộ, giải thoát. Đầu tiên, để tu hành được như Sư Minh Tuệ, phải trải qua và hội tụ vô vàn những đức tính dũng cảm, kiên nhẫn, khiêm tốn, thật thà. Nói theo cách của Đạo Phật, khi đủ nhân duyên thì mới thành. Chúng ta cũng có thể học được từ vị sư này ngay tại nhà mình, ngay bây giờ và tại nơi đây. Và không nhất thiết phải có một hình thức cũng như trải nghiệm khổ hạnh như Sư Minh Tuệ. Ở Sư Minh Tuệ, đầu tiên chúng ta học được sự kiên nhẫn. Đây là một đức tính quyết định sự thành công. Con người của Sư Minh Tuệ đã tu như vậy gần 7 năm nay. Hẳn là một bậc cao thủ về sự kiên nhẫn. Chúng ta chỉ cần học được một phần nghìn của sư là đã rất thành công rồi. Thứ hai, chúng ta nhận ra rằng môi trường xung quanh không cần phải thay đổi và cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà sống. Nếu ai đó làm cho mình khó chịu thì mình tránh đi. Ai đó đã trót hãm hại mình rồi thì mình cố gắng quên đi. Ai đó đang nợ tiền mình mà không trả thì mình cũng tạm quên đi. Vấn đề là mình sẽ quyết tâm thay đổi bản thân, tìm mọi cách để tạo ra những thói quen như tập thể dục, nâng cao sức khỏe, hạn chế nhậu nhẹt, cố gắng tạo ra tinh thần tích cực hướng về những điều tốt đẹp. Khi mà mình thay đổi, tự nhiên xung quanh sẽ thay đổi. Thứ ba, phải hiểu rằng những tranh cãi, thắng thua, ganh đua, đấu đá, thiệt hơn ở đời này không còn quan trọng nữa. Nó thật là vô nghĩa, vô bổ và chỉ mang lại năng lượng tiêu cực mà thôi. Nếu được như vậy, giữa chúng ta sẽ hình thành được sự khiêm tốn, biết mình biết người và đặc biệt biết được sự thật của cuộc sống, rất giản dị và dễ sống. Thứ tư, có sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ, chúng ta mới thấy mới có thời gian để chiêm nghiệm lại, để sống, để thở. Để đi cả ngày mà Sư chỉ ăn có một bữa ăn chay, uống vài ngụm nước. Như vậy, vật chất cũng không có quá quan trọng. Tiền bạc cũng không phải là mục tiêu để hạnh phúc, mà tất cả chúng chỉ là phương tiện. Cái quan trọng là cách sử dụng.
Thứ năm, danh tiếng thương hiệu sẽ tự đến nếu chúng ta đủ kiên nhẫn trong sáng tột cùng với công việc của mình đang có. Sư Minh Tuệ là ví dụ cho việc này. Sư không có quyền lực, cũng không có nhà cửa, chức tước hay tiền bạc. Nhưng sư lại rất nổi tiếng, sư lại có tất cả. Còn có rất nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm và học tập từ vị sư tuyệt vời này. Đây là một làn nước mát đang tưới lên cái không khí ngột ngạt của thời mạt Pháp nhiễu nhương lộng hành. Thật giả lẫn lộn. Và cảm ơn vị sư Minh Tuệ đã gạt bỏ được sân hận. Đến đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú tâm theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt và hẹn gặp lại video lần sau.